Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu cây gaming đến từ thương hiệu VPTech nha. Đây là mẫu cây gaming và máy Workstation với model là B720. Thì với mẫu cây gaming và Workstation B720 của VPTech, các bạn sẽ có được một mẫu cây khá là chỉnh chạc như hình. Như các bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở phía trước á, thì mẫu cây này được làm bằng nhựa. Bên trong thì các bạn có thể gắn được cái quạt LED như thế này nha. Đặc thù của mẫu cây này thì khá là chỉnh chạc, nó không có quá màu mè như những cái mẫu cây kính cường lực ở mặt trước. Tuy nhiên mẫu cây này vẫn được trang bị mẫu kính cường lực ở mặt hông nha. Hiện thời mình đang gắn full phụ kiện vào để quay clip cho các bạn xem mẫu cây B720 của VPTech. Thì với mẫu cây này, như bạn có thể thấy, chúng ta có thể gắn được tối đa 6 chiếc fan LED, 3 chiếc fan LED ở mặt trước, 2 chiếc fan LED ở mặt trên như thế này và 1 chiếc fan LED ở mặt sau. Mẫu cây này khá là thoải mái, phù hợp nhất với những bạn gắn những cái dòng chip mà CPU xeon như mà mình đang gắn ở đây. Khá là rộng rãi vì cái main xeon của chúng ta khá là to nha. Các bạn sử dụng mẫu cây B720 đây là một lựa chọn rất là hợp lý. Thương hiệu ThinkStation, thương hiệu dành cho cây dành cho máy chạm nha. Thì mẫu cây này sẽ hỗ trợ các bạn gắn được tản nhiệt nước 240 hoặc là 360, với 240X á, các bạn gắn ở phía trên, với 360X thì các bạn gắn ở mặt trước nha. Mẫu cây này không bao gồm fan nha, vì vậy nếu bạn nào thích sự màu mè như mình đang gắn đây thì chúng ta có thể đầu tư thêm 6 chiếc fan để giúp cho cái mẫu cây này nó lung linh hơn. Mình xin nhắc lại mẫu cây B720 của VPTech Gaming. Mẫu cây này đang có hàng sẵn tại Mỹ Tho Laptop. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích thể loại cũng như là hình thức của mẫu cây này thì vui lòng inbox cho bên mình để được hỗ trợ nha. Còn những bạn nào mà không biết lắp ráp linh kiện vào cây á, thì bên mình sẽ hỗ trợ lắp đặt miễn phí cho các bạn luôn. Thông tin đến mẫu cây này các bạn có thể tham khảo thêm ở đường link bên dưới của video này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nha.